tốn từ tốn. Ngày hôm nay mình rủ đi ăn hàng mà nhất định không chịu đi. Chắc chắn là hôm nay bốn từ tốn đi chơi với cái đồ mai mỹ miều rồi. Các người đừng hòng được yên với tôi. Tôi sẽ đi theo tôi phá đám. Tôi sẽ không cho hai người được hạnh phúc đâu. Chị ơi, chị làm rơi ví này. Thế mà không nghe thấy nhỉ? Tự nhiên lại chạy nhanh thế. Sao chị đi nhanh thế mà mình gọi lại không nghe thấy? Mệt quá. Con lưu tố là cái gì mà chạy hùng hục như trâu húc mà mình chạy mở cả hơi tai mà không chạy theo kịp. Ui. Chị ơi, chị làm rơi ví này. Em nhặt được cho chị đây. Chị ơi, ví của chị rơi này. Mày bị bắt rồi con trai. Trời đất ơi, kìa không phải là mày mì không? Anh kia, hắn ta vừa làm hại bốn từ tốn à? Cái gì đấy? Chuyện gì vừa xảy ra? Trẻ con bây giờ dễ lừa quá. Bốn từ tốn bị bắt cóc rồi các bạn ơi. Bốn từ tốn ơi, tớ sẽ cứu cậu. Lần nào bắt cóc cũng phải đội một mớ tóc dài, ngứa cả đầu. Nhưng mà hôm nay thành quả thu được cũng ra gì phết đấy. Chúng mày đâu? Trông coi thằng này cho cẩn thận. Tao phải mất công lắm mới bắt được nó về đấy. Thằng này tao dự định là tao sẽ bán sang Trung Quốc lấy nội tạng, kiểu gì cũng được vài nghìn đô. Chúng mày trông coi nó cho cẩn thận, đặc biệt là hệ thống điều khiển máy móc của tao. Bất kỳ ai có được hệ thống điều khiển của tao mà sử dụng đều có thể điều khiển tất cả những trang thiết bị ở đây và giải cứu con tin. Đứa nào mà làm mất thiết bị theo dõi hệ thống của tao là... nhớ chưa? Đem cái bộ tóc giả này của tao đi, trải cho cẩn thận vào, mượt vào thì lần sau tao còn dùng tiếp. Thì ra đây là bọn bắt cóc trẻ con chuyên bán sang nước ngoài. Sợ quá. Hay là mình đi về đây. Nhưng mà không được. Nếu mà không cứu thoát bốn tù tốn kịp thì bốn tù tốn sẽ bị bán đi mất.
các người hãy xem danh lần trình hành động đi. Mình xem trong phim rồi, chỉ cần dùng một chiêu đánh bật cái vào gáy hắn là hắn sẽ ngất luôn. Hành động. Mày là con nào? Sao mày dám vào đây? Không có tác dụng. Mày chết rồi, đau rồi còn danh con. Tránh ra rồi ra. Đi ra đồ bắt cá. Mình đánh bại được nó rồi. Biết tay của ta chưa hả đồ bắt cóc? Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải lấy được thiết bị điều khiển của tên trùm sỏ. Lấy được rồi. Các bạn ơi, mình đã lấy được thiết bị điều khiển từ xa của tên trùm bắt cóc. Chỉ cần mình giúp bốn từ tốn vượt qua được 10 căn phòng trong hang ổ của tên bắt cóc là bốn từ tốn sẽ tìm được đường thoát ra ngoài. Các bạn hãy cùng mình giải cứu bốn từ tốn nhá. Điều khiển thiết bị này như thế nào ta? Lạ quá. Mình nhìn thấy bốn từ tốn rồi. Đây này, trong màn hình hiển thị của thiết bị điều khiển từ xa này, nó sẽ hiện ra cả bốn từ tốn luôn. Ôi, hang ổ của tên bắt cóc này nguy hiểm thật luôn đấy. Hắn ta còn bố trí cả hổ, bom, cả bàn trông để canh giữ bốn từ tốn nữa đấy. Thật là khủng khiếp. Nhưng mà gặp xanh lanh chanh này là người chết rồi. Khắp nơi đều là bàn trông. Chẳng biết phải làm như thế nào. Thôi mình cắt đạo quả bom vậy. Mình thành công rồi các bạn. Đúng rồi, chỉ còn quả bom đánh nổ tảng đá là con hổ sẽ bị rơi vào bàn trông. Và để cho bốn từ tốn không rơi vào bàn trông, mình sẽ cắt cho bốn từ tốn ngả về bên này, xong rồi thả cậu ấy ra. Thành công ngay từ căn phòng đầu tiên rồi các bạn. Căn phòng thứ hai. Căn phòng này còn có cả một tên đàn em nữa cơ. Hắn ta vác theo một khẩu súng hay sao ấy. Bự ơi là bự luôn, chắc là nguy hiểm lắm đấy. Giờ mình phải làm sao đây ta? Có lẽ nào chính là nó. Mình sẽ cắt quả bom này ra này. Mình sẽ cho quả bom này đánh nổ vào cái miếng đá này. Thế là bắt cóc rơi xuống. Bây giờ bắt cóc rơi xuống nhưng mà không chết. Nhưng mà không sao, thằng bắt cóc phải đang đứng trên một chỗ rất nguy hiểm mà nó không hề biết. Nhờ có thiết bị điều khiển từ xa mà mình biết ngay được là dưới chân thằng bắt cóc này là vực thẳm. Thế cho nên là mình cắt cho nó rơi xuống luôn. Đấy, đáng đời mày, đồ bắt cóc. Bốn từ tốn nó chạy đi. Bốn từ tốn đã chạy thoát rồi. Ôi, mình nhìn thấy con gì đang thập thò dưới nước này. Chắc là con cá sấu rồi. Vậy thì hơi nguy hiểm ấy nhở. Giờ mình phải làm sao đây? Lại còn có cả một thằng đàn em nữa. Nếu các bạn để ý nhá, các bạn sẽ nhìn thấy thằng đàn em với con cá sấu này đang đứng trên cùng một tầng. Vậy cho nên là mình sẽ cắt cái tấm ngăn này xuống. Ôi giời ơi, thằng bắt cóc đấy chưa? Nó bắn chết con cá sấu luôn đấy. Mà các bạn, nếu mà các bạn nhìn tinh mắt như tớ nhá, các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái quả gì đây, quả chùy gai này. Nó đang đứng trên một cái mặt nghiêng mà nó nghiêng thẳng vào đầu của thằng bộ lão bắt cóc luôn. Thử cắt ra xem thế nào nhá. Thấy chưa? Tớ đã đoán được đường đi của nó là sẽ lăn thẳng vào mặt của thằng bắt cóc mà. Bây giờ bốn từ tốn cậu ơi chạy đi. Thành công luôn. Cửa tiếp theo. Thằng bắt cóc nó làm cái trò gì đấy? Nó cứ ném lựu đạn đấy các cậu ơi. Nguy hiểm quá. Giờ phải làm sao? Theo như suy luận của mình thì nếu như mà mình thả cái tấm này xuống, thằng bắt cóc sẽ ném thẳng lựu đạn ở bốn từ tốn. Chính bởi vì như vậy cho nên là mình sẽ cho bốn từ tốn di chuyển ra giữa, xong mình cắt cái tấm này đi. Thằng bắt cóc sẽ ném bay cái trông nhưng lại không vào người của bốn từ tốn, và
mình sẽ cắt tay xuống. Nó chết tươi, mình thả bốn từ tốn ra. Bốn từ tốn trốn thoát thành công. Màn này cần phải có một sự lưu, cần có một sự suy luận đấy các bạn nhá. Bởi vì theo như tớ ấy, thì tớ sẽ thả quả bom ra cho nó nổ cái trông này đi. Xong rồi tớ sẽ thả thằng bắt cóc này ra cho. Ủa, con gấu không đánh giết được thằng bắt cóc luôn, mà thằng bắt cóc bắn chết con gấu. Nhưng mà thằng bắt cóc không để ý, ở trên đầu nó có một cục tạ. Tớ thả cục tạ vào đầu luôn. Thế là thằng đàn em chết tươi. Sau đó tớ thả bốn từ tốn ra là xong. Ui, cửa này nhìn sao mà đơn giản, sao mà dễ thế nhỉ các cậu nhỉ? Chẳng có gì cả, có mỗi một thằng bắt cóc thôi. Thế thì mình thả thằng bắt cóc ra xem nào. Thì ra bên dưới là còn có cả một cái phóng phi tiêu. Tiểu lý phi đao, nó sẽ phi cái đao ra là chết luôn những người nào rơi xuống đấy đấy. Quá nguy hiểm luôn. Trời đất, cửa này là lại sao nữa đây? Chẳng có gì để cắt cả, mình cắt tạm cái này vậy. Ui, nguy hiểm thế. Hóa ra là cái đấy cái lò xo. Mà nhảy ra trúng chỗ con dao là cũng chết. Ái già, cửa này mình nhìn thấy có một con hổ. Xong rồi, có hai lưỡi đao. Thật là nguy hiểm, chỉ còn cách thả con hổ ra thôi. Con hổ chết rồi. Và để né cái lưỡi đao ra ấy, mình không quên là tắt cho bốn đứa tốn ngảo về phía này xong rồi mới thả cô ấy ra chứ. Thành công rồi. Cửa tiếp theo này là sao? À, cửa này mình biết ngay chỗ cách làm. Mình thả ngay cái lưỡi cười cho nó đi theo cái đường này, nó rơi vào đầu kia. Xong rồi mình thả bốn đứa tốn ngảo ra. Xong rồi mình cho bốn đứa chạy. Thế là thành công rồi. Căn phòng cuối cùng rồi. Căn phòng cuối cùng này phải làm thế nào nhỉ? Mình sẽ sử dụng cái này bắn chết con gấu. Rồi mình tiếp tục sử dụng nó bắn chết con cá sấu. Rồi mình sẽ sử dụng quả bom chích cái đại bác. Rồi mình sẽ thả bốn từ tốn ra. Yeah, thành công rồi. Như vậy là mình đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa giải cứu bốn từ tốn thành công các cậu ơi. Yeah, bốn từ tốn không bị làm sao rồi. Phải nhanh quay lại báo bốn từ tốn thôi. Đi thôi các cậu. Đúng là một lũ ăn hại. Thiết bị điều khiển hệ thống của tao đâu? Thằng danh con tao bắt được đâu rồi? Tất cả đều biến mất. Công sức của tao đổ từ sông xuống biển rồi còn gì? Mất hết rồi. Nhìn chúng mày.